Vâng, Tị Audio xin kính chào quý vị và các bạn, những người yêu âm thanh, âm nhạc trên toàn quốc. Quý vị thân mến, ở clip hôm nay trước mắt quý vị và các bạn là những cặp loa được thiết kế với dòng loa 3 đường tiếng với một loa bass 40, một loa chung 25 và một loa chép kèn. Đây là những model loa được mang với những model RCF được sản xuất tại Italy. Đây là hàng Italy, hàng xịn, quý vị và các bạn lưu ý. Mà Tị Audio hôm nay giới thiệu đến quý vị và các bạn những cấu hình. Đây là những dòng loa 3 đường tiếng cũng hiếm có trên thị trường, cũng không có nhiều trên thị trường của Việt Nam. Vậy mọi nhu cầu về mua sắm quý vị và các bạn hãy liên hệ với Tị Audio theo số điện thoại 0975 600 005 để được tư vấn chi tiết hơn hoặc kết bạn Zalo để được cung cấp thêm về hình ảnh. Và quý vị thân mến, đây là những dòng được sản xuất đậm chất của đất nước Ý thì được thiết kế với một loa bass 40 từ 19 côn 7,6 và một loa chung 25 từ 17 côn 5,1 kết hợp với một loa chép côn 4,5. Với những cấu hình của những cặp loa này thì nói chung, nhìn chung một cách ở bên ngoài nội thất cũng còn khá đẹp, nói chung là còn đẹp so với hàng bãi thì còn rất đẹp. Và ở nội thất bên trong thì sau clip này thì Audio sẽ mở một clip, quay một clip để quay nội thất bên trong để quý vị và các bạn chúng ta cùng được xem về kích thước của dòng loa này. Và những dòng được sản xuất đậm chất tại đất nước Ý thì thường ra những chất âm nó sẽ rất hay và cũng được rất nhiều người ưa chuộng. Ví dụ như những dòng model như những các dòng loa súp hoặc loa full của RCF mà hàng xịn được sản xuất tại đất nước Italy, đất nước Ý thì là hoàn toàn những cặp loa được người hâm mộ trên đất nước Việt Nam cũng như những các nước khác đều hâm mộ và tìm kiếm. Một là nó có chất âm mềm ấm, hai là có những công lực rất mạnh. Và nhất là những cặp loa được thiết kế 3 đường tiếng thì lại rất ít, và rất ít trên thị trường, không có sẵn. Nhưng những dòng loa được thiết kế dòng full 2 đường tiếng, tức là một bát một kèn, thì nó có được thông dụng ở thị trường Việt Nam có nhiều hơn là những dòng loa 3 đường tiếng. Những quý vị nào hâm mộ cũng như đam mê để tìm kiếm những dòng sản phẩm được sản xuất tại Italy, xin hãy liên hệ với Tị Audio theo số điện thoại đã nói trên. Và đây là ngoại thất bên ngoài hình thức. Đây là được phủ một lớp sơn. Sơn này cũng không phải là sơn sần cát, mà nó là sơn, cũng không phải là sơn bóng, mà cái này gọi là sơn da cóc cho dễ hiểu. Sơn da cóc, sơn này cũng là những dòng sơn chống nước. Nói chung về ngoại thất bên ngoài của những cặp loa này còn rất đẹp. Và chơi của những cặp loa này thì cũng đã rất hay. Tuy nhiên Tị Audio chưa test để giới thiệu một video đến cho quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe và thưởng thức. Tuy nhiên Tị Audio cũng đã là người đầu tiên cũng đã được nghe thưởng thức đầu tiên những chất âm của nó trước khi làm những video này. Và sau những video này có thể Tị Audio sẽ làm một video để test chất âm để mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe. Đây là những dòng RCF mà những model của loa là nó được ghi bằng mã số. Quý vị lưu ý chúng ta cứ tra bằng mã số này là nó ra. Được thiết kế cổng vào với những hai chiếc jack, một chiếc jack 6 ly và một chiếc jack đầu đực đầu cái. Vâng. Với những chất lượng của sản phẩm thì những cặp loa này nó cũng ra đời chắc chắn cũng khá lâu, cũng ít nhất từ 15 đến 20 năm. Nhưng quý vị và các bạn lưu ý rằng những các cái chân, những các cái chân và các cái rắc 6 ly của nó vẫn còn nguyên si, nguyên thủy, nó không bị bất cứ một tí gì sét nào. Nó rất bóng bẩy và nhìn nó rất là khôn. Kể cả từ những cái chạm này. Và ở clip này thì Audio là để một chiếc mở e cam và một chiếc đóng e cam, là có nhã ý để quý vị và các bạn chúng ta được xem hình thức về kiến trúc của loa, nó được xếp đặt những chiếc loa bass ở góc cạnh như thế nào và những chiếc loa chung ở góc cạnh như thế nào, để chúng ta tiện cân nhắc về những hình thức, về những kiểu thiết kế để chúng ta có thể chơi. Và bề rộng của thùng này nó là khoảng 60. Bề sâu nó khoảng 45, quý vị lưu ý bề sâu khoảng 45 và chiều rộng nó khoảng 60. Như vậy thì những cặp loa này nếu như so với những dòng 935 hoặc 938 thì thùng nó nhìn đẹp hơn. Bởi vì cái chiều cao của nó có cao hơn cái thùng 935 hoặc 938.
và chiều rộng của nó thì nó có cái bề rộng nó phù hợp, nó có 60, còn cái 935 và 938 hoặc là 835 vân vân thì nó có cái chiều rộng rộng hơn, nó ngoài 60 nó khoảng 70, mà cái chiều cao của nó thì cũng có thể là những dòng 935 nó thấp hơn. Vâng, đây là những chiếc loa chung và những chiếc loa chất kèn. Nhớ ứng đời này, những dòng này tiếng lời mic và lời chép của nó ra rất hay và rất sáng. Và đây là những tấm lưới e căng, nó cũng được trang bị một lớp mút, lớp mút ở bên trong, và cái lớp mút này nó rất là lâu ngày, bây giờ cứ động vào một cái là nó mủn, vì vậy nên nó đã rất lâu ngày. Đây tẹo đồ đậm cái là nó mủn đấy. Những cặp này, và ví dụ như quý vị nào có nhu cầu sở hữu mà về không muốn cái mút này nó lâu ngày rồi nó bị mục, nếu như thích thì để, mà không thích thì chúng ta có thể bỏ nó ra. Vâng, bỏ nó ra, bởi vì nó là lớp mút để chống chắn bụi và cũng là để chắn chất âm cho nó ra được tỏa đều. Vâng, đây là một cặp. Vâng, để sở hữu chơi cho những bộ dàn karaoke nghe nhạc trong gia đình thì đây cũng là một cặp loa khá thích hợp, và nó cũng là có tên tuổi trên thị trường chứ cũng không phải là diện tầm thường. Vì vậy nên những quý vị nào có nhu cầu sở hữu xin hãy liên hệ với Tị Audio sớm để có được những bộ âm thanh chơi với những giá thành hợp lý, vừa túi tiền, để chúng ta chơi với những bộ âm thanh hay và mạnh mẽ cho Tết Nguyên Đán của Việt Nam cũng đã sắp tới rồi. Và bây giờ Tị Audio xin được dừng clip tại đây. Mọi nhu cầu về mua sắm, quý vị và các bạn hãy liên hệ với Tị Audio theo số điện thoại đã nói trên. Và cuối clip, quý vị và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để tiện theo dõi kênh của Tị Audio. Hàng vừa về, Tị Audio cũng chưa kịp vệ sinh nhưng nhìn nó cũng khá đẹp rồi.